Tất cả chúng mày xuống. Chúng mày cút hết xuống đây. Tao trả tiền xe rồi. Mặc xác chúng mày xuống. Này ơi, ông thông thả. Nhanh lên thông thả cái gì. Rồi chúng tôi sẽ xuống. Này. Cái này này. Mai, trời ơi, Mai, cô em họ xinh xắn của tôi đấy, bà cử nhân tương lai đấy. Cái lão nhà quê này làm gì cứ há hốc mồm ra thế hả? Anh đi. Lũ các người mà cũng đòi ngắm con bé à? Đừng sợ em ạ, bạn chị cả đấy. Lý sự vào, mở áo vào. Lão Mộc đâu? Sao không báo trước? Còn danh. Em lên đây bao lâu? Một tháng, em nghỉ hè. Em không đùa chứ? Em rất muốn kiếm tiền. Kiếm tiền? Ta đã bảo mà. Em cần nhiều tiền. Chị giúp em nhé. Yên chí. Trời đất rộng mênh mông. Đi đái ở ngoài kia. Bây giờ nhà đã có đàn bà con gái, đừng có mà lộn xộn. Có đi không? Để tôi gọi Lão Mộc. Ở đây là phải bất chấp hết. Thôi, đủ rồi. Làm gì cứ như hổ ấy. Lão phải giữ ý. Đừng làm con bé nó sợ. Nhá. Bận tối mắt tối mũi, cha lúc nào mà hở chân tay cả. Ở nhà thế nào? Mẹ em ốm, đã bán hết cả vườn, vẫn không trả hết nợ. Em lên đây với chị ngày cũng dăm 7.000. Em cần nhiều lắm. Có cách nào, làm gì em cũng không ngại. Thôi, ngủ đi. Muốn nhiều tiền chỉ có đi ăn cướp. Cô có gan không? Lão thử cười lên xem nào. Ở tù 20 năm quên cả cười. Thế cô đã có đám nào chưa? Em chưa nghĩ đến. Bằng tuổi cô, tôi đã có 2 nhóc rồi đấy. Các cô dở sướng thật. Cắt kiểu gì mà đứt cả cổ. Đổ dã man. Em xin cha là mở. 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 Người phụ nữ, người trinh. Em xin cũng bởi đôi môi thúy kiều. Hết tiền kiều cũng treo niêu thở dài. Mời bác. Lão kể anh nghe à? Nước ngon gì? Các cậu quen quán chị rồi à? Bia nhá. Em làm chị đĩa xào. Thế nào giáo sư? Khi nào ghé bọn này tí hóng hớt cho vui. Thiếu một like, ném ra cũng chỉ được 300. Xuống rồi em ạ. Em
một lần gặp gỡ những tình ngỡ xa xưa. Đây không phải nhà Thọ. Ừ. Bác cần gì? Cần cô em. Đắt lắm đấy. Có đến ngàn cây không? Loại vàng ròng. Bác có không? Gì mà đắt thế cô em? Này, tôi nói cho mà biết, đứa nào đầu vẫn con bé tôi giết. Em thấy không, em bán có mấy hôm mà quán vui hẳn lên. Uống đi mày. Uống đi mày. Trong này làm nha. Thổ nhì vĩ đấy. Ê, bà chị nhìn gì lạ thế? Thế thằng Hùng Ba Dọi sao nó không lên nhỉ? Vợ nó không cho đi. Thấy bảo con đốm. Cô quen nó đây à? Đừng có dính với bọn xế. Hòn đất mà vứt lên xe một ngày cũng đủ biết nghe biết bò. Anh ấy tốt lắm. Chính anh đã giúp bạn em khi nó gặp nạn ở Hà Nội. Trứng khôn hơn vịt. Sông có khúc cô phải nghe chị. Ê, mày không chạy đỏ nữa à? Vốn lớn mà không lời mấy. Mê hồn chưa? Bọn tao định cất vó con nhỏ này. Quên chuyện mày vừa nói đi. Của mày à? Khi nào cần đỏ cứ đến tao. Chào anh. Trông em lạ quá. Bôi mà. Anh ăn gì để em làm? Cho đi sao? Vâng, có ngay. Ngốc quá. Hôm đó anh lại không hỏi tên em. Anh tên Chiến. Em tên Mai. Còn bạn em cứ nhắc anh mãi. Thật hú hồn. Cảm ơn anh. Bọn phòng em cứ nghĩ em giấu tên anh. Mai, ra bê giúp chị. Em ra ngay ạ. Lạ thật. Khách khứa thế này mà cô. Thế con bé đấy. Xong đi chứ hả? Mềm lắm rồi bố. Đúng 1000 cây à cô em? Chắc thế. Đừng bán rẻ cô em nhá. Thế à? Béo đâu? Béo đây. Đứng lên. Sao em lại ở đây? Em kiếm tiền. Đáng bao nhiêu? Hết cách rồi sao? Để tao. Chú em, ngàn cây chú có không? Bỏ tay ra. Chú mua đi. Này, ta nói cho lịch sự. Cậu được cô bé là vớ không ngàn cây đấy. Cho anh em chấm mút với nhá. Trông giang hồ ra phết. Anh em đâu? Anh em. Được rồi, mày nhớ bố mình nhá. Hẹn gặp lại em. Nhớ đến tao nhé. Tôi không khuyến cậu gây gổ ở đây. Để tôi còn làm ăn chứ. Giờ hồn. Đừng có mà tán tỉnh con bé. Không hợp em. Em không còn cách nào khác. Anh giúp em, cho em đi theo. Em buôn những gì anh buôn. Bắt đầu từ sáng mai được không? Em không đùa chứ. Em suy nghĩ kỹ chưa? Chẳng hay ho đâu. Em rất cần tiền. Em muốn làm một việc gì đấy, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Giúp em nhé.
Chuyện gì xảy ra với em? Tắm đi. Người ngợm có hôi như cú, ai mà chịu được. Giặt cả quần áo nữa. Ở tù người chảy thây nó quen rồi. Chả ai như tôi rước lão giết người về nhà. Đưa chị cái lược. Em không thấy lão Mộc nói bao giờ. Nói cái gì bây giờ? Này, cái cách của thằng Chiến nó nhìn em, chị lo quá. Em phải đề phòng cái bọn đàn ông đấy. Chị đã hai đời chồng. Thằng trước thì đĩ bợm, thằng sau thì cờ bạc dai gái đủ cả. Chị khuyên em. Sao cứ nói chuyện này là cô làng thế hả? Cháu không biết, nó rơi ra. Ông làm gì mà con bé hết hồn thế à? Cút đi. Ông, cháu xin lỗi, cháu không biết. Ông tạc đẹp quá. Mai. Dạ. Cái gì thế này? Em định lát nữa thưa chuyện với chị. Sáng mai em đi. Đi đâu? Cứ ở đây. Ngày cũng dăm 7.000. Tao có tiếc gì. Chị rất tốt với em. Nhưng em chỉ còn có mấy tuần hè. Thằng Chiến rủ dê cô phải không? Tôi biết ngay mà. Thằng tán gái ấy. Tưởng cô cao sang thế nào, cô lại chạy theo cái thằng lái xe mặt hạng ấy. Cứ ở đây, thiếu tao lo. Chị không thể giúp em mãi được. Quán này chỉ cần có hai người. Em không muốn xin của ai. Nếu chị thương em, chị không muốn em lệ thuộc, thì cho em vay vốn. Đừng mong. Cô biết nó rủ rê cô đi làm cái gì không? Nó cẩn thân cô, chán nó vứt. Trời ơi, này, em ơi, nhìn chị đây này, nghe chị xin em. Cô biết gì về nó? Cô biết nó buôn bán gì mà cô giao thân cho nó? Em đi kiếm tiền, ai dám làm gì em nào? Ở đây họ cũng bỏ tiền ra mua em đấy thôi. Em cần tiền, cần rất nhiều. Chị đừng ngăn em. Việc gì mà phải xấu hổ? Bố cậu là liệt sĩ thì người ta phải xét cho cậu chứ. Họ bảo làm đơn thì cứ làm, mình có xin đâu. Mày bảo học chăm sóc mẹ ốm, thi trượt, đứa nào cười. Đợi nó viết làm quái gì, để tao. Mày chỉ việc ký thôi. Đình ơi, đang đi. Đây, 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 đây. Ôi, cái thằng đáng hộ em. Chờ phát xong bên này không ạ? Con đừng rủ về đấy. Chúng mày đưa đám ai đấy? Ốm à? Ừ. Ta đã bảo mà, nhận cái của nợ này làm cái gì? Chẳng bỏ mấy xu. Nó ốm sao? Ốm như con khỉ. Bảo làm đơn không chịu. Dở hơi. Đơn thì giải quyết cái gì? Kệ xác nó. Ai sẽ biết mà nhiều tiền? Kiếm tiền 5-7 cách. Chúng mày nói gì? Người ta bảo mày kiếm tiền giỏi. Tao không ngửa tay xin ai. Thưa các nữ sinh, tương lai đang chờ các bà. Đủ vô tích sự. Vô tích sự đấy, nhưng bọn tao không bán mình. Con đi. Mày nói ai đấy? Mày nói ai đấy? Bỏ ra, bỏ tao ra. Mày nói ai đấy? Buông tao ra. Buông tao ra. Buông ra. Tao làm đi đấy. Tao làm đi đấy. Tao làm đi đây. Tao làm đi đây. Thôi đi, đừng có gào lên. Buông nó ra.
mày làm gì mà náo loạn cả trường lên thế hả? À, nghe à? Ê. Con Hoa nhặt rau, con Tuyết còi vo gạo, mày xách nước, còn tao mổ bò. Thôi chết, tao quên mua chanh rồi. Chúng mày còn đồng nào đưa tao? Bỏ thói anh Hùng đi. Học lại thì nhục à? Không nhục, nhưng lấy đâu ra tiền mà nộp học? Cậu phải viết đơn, nếu không cậu sẽ bỏ học. Không viết, tao cũng không bỏ học. Cậu điên nhỉ? Ừ, điên đấy. Tôi nín đi. Bố cậu là liệt sĩ, nhà trường xem xét hoàn cảnh của cậu. Mình thấy không có gì sai cả. Tại sao chúng mày cứ lải nhải mãi thế? Nếu không đúp tao cũng phải đi. Không thể như thế này mãi được. Tay tao chai hết rồi đây này. Mỗi đứa có một cách. Tao có cách của tao. Mày muốn làm gì thì làm. Ăn mặc như mày chỉ có kiếm tiền hào tiền xu thôi. Muốn kiếm tiền triệu thì phải xênh sang vào. Mày đi ăn xin đi, đi kiếm tiền. Mà bọn tao cho mượn chứ có cho không đâu. Nếu tốt đẹp thì nhớ quà cho bọn tao. Đừng có để cho Tina người ta khinh. Em đã quyết, chị cấm trả được. Cẩn thận giữ mình đừng tin ai. Cầm lấy, chị cho vay làm vốn. Em đi buôn, chị cứ làm như em ra trận đi. Em đi chị ạ. Vào một canh bạc lớn. Thế em có biết chơi bạc là như thế nào không? Ê, Chiến. Bọn nó có sàm sỡ, em đừng để ý. Hả? Khảo đi. Cậu kiếm đâu ra đấy? Em gái tớ. Mở bao xe ra. Chiều nhá. Hắn nói chiều là sao? Chẳng sao cả, vờ nó thôi. Cô bé ngàn cây đi buôn đấy à? Đừng bán rẻ mình cô bé nhá. Lão nói gì thế? Hắn khuyên em đề phòng anh. Người ta bảo khi lên xe còn con gái, xuống xe đã là đàn bà. Ai dạy em thế? Anh không phải là loại người đó. Anh Chiến, ông Mộc tặng em này. Lão giả bí hiểm, hình như con gái lão lên tìm, lão lại tránh mặt. Em nên cẩn thận. Thank you.
chào ông ạ. Chào chị. Chào chị. Cháu chào cụ ạ. Đây là vợ tôi. Lần này lấy bao nhiêu? Như lần trước. Như lần trước à? Cầm lấy em. Đưa con cho anh nào. Ôi trời ơi, con trai tôi. Ôi trời, ôi trời, con trai yêu quý. Con trai yêu quý của ôi trời ơi. Con đói đấy, em cho bú đi. Mai. Không. Anh yêu em. Mai. Anh cũng như mọi thằng đàn ông khác. Anh không bằng họ. Anh dùng cách tầm thường nhất. Anh yêu em. Vậy tôi được gì nào? Em đi theo anh chỉ vì em tin anh. Đừng mặc cả chuyện này. Em không yêu anh. Được. Chúng ta sẽ cam kết. Anh phải cho em biết chúng ta buôn gì. Em chỉ cần biết hôm nay em lãi 300 ngàn. Hiểu nghị đi nhá. Xin ông. Ôi, ôi. Muốn chết đấy hả? Thế mày tưởng tao muốn sống đấy à? Em phải ép hắn nhận. Xuống đi. Không khiến. Em có chút quà cho các cháu. Các cậu ra xem có gì không? Ê, hút điếu thuốc cho vui. Cứ níu lấy, nhét vào tay nó. Đi đi. Anh ơi, anh đừng phụ công em. Cô Mai cứ ôm trong lòng sợ dập đấy. Đó, ăn gì em? Em xin. Mời em ra ngay. Cẩn thận Mai nhá. Hôm nào chị cũng dặn thế. Chị yên tâm. Chúng mày buôn gì mà ham thế? Anh ấy giấu không cho em biết. À, nó sợ mày cắt cầu. Sao? Anh sợ em cắt cầu á? Em chỉ còn có 2 tuần. Ngày mai chúng ta nghỉ. Em chỉ còn mấy ngày nữa. Anh không để em thúc mãi được. Phòng điều độ đang làm âm cả lên. Bịt miệng chúng bao nhiêu cho đủ. Anh vào ăn tạm rồi hẵng đi. Không kịp đâu. Em chưa vạch ngày hôm nay. Thank you.
ông nghĩ gì về cháu. Cháu lên đây kiếm tiền, có gì xấu? Cháu về đi. Nhưng cháu phải có tiền, cháu không muốn nghèo hèn. Ai bảo cháu nghèo là hèn? Ông ở tù 20 năm, bây giờ khác rồi. Đây, con Lan mới xuất sơn. Tiền, tiền sao? Ông bảo gọi nó ra giúp tôi một tay đi. Chị ở đi. Lên. Mai ơi! Thằng Chiến bị con bé sỏ mũi. Cô em, chữ trình đáng giá nghìn vàng. Còn không cô em, anh mua. Ừ. Cô khinh bạn này đấy à? Các cậu ơi, tôi cá với các cậu. Con bé làm gì con trinh mà phách lưới. Làm sao thế? Cái gì nào? Đó là cái tháo gì mà lên mặt. Cũng dòng ruổi một gái một trai, cũng buôn lậu mày khinh bọn này à? Đồ nhập quê, nghèo kiết xác. Cô thì khác gì bọn tôi nào? Đi vào. Cô lên mặt à? Gì em phải xúc động vớ vẩn. Bỏ cuộc à? Anh cũng khinh tôi chứ. Lên xe đi. Cô tưởng tôi sung sướng lắm à? Tôi cũng bắt đầu như cô. Đã vụt mặt xuống bùn thì con chó cũng phải nôn mửa. Dối trá. Anh nói đi, anh có khinh tôi không? Chúng ta đã chung lưng với nhau. Em nói với tôi, nghèo là hèn. Chúng ta không được phép nghèo. Đi hay không? Tôi không muốn gì hết. Trở về bây giờ, cô không còn là cô sinh viên ngày trước nữa đâu. Còn cộm đâu. Em đói nên say nắng. Nằm im. Mày đem tao nộp cho công an à? Đồ ngốc, hắn sẽ giết cô. Lên xe. Có sao không?
Anh yêu em. Em phải tin anh chứ. Ta đi đi anh. Không đi đâu cả. Kệ xác. Này anh bạn, dẹp vào cho người ta đi chứ. Có điếc không đấy? Không điếc. Ông thuyết phục xem. Cái gì? Đâu nào? Thế cậu hay cô ấy lái hả? Cô bé không tin tôi yêu. Yêu ai? Điền. Thôi, ông xuống đi. Em tin. Nào, đi anh. Chuyện gì thế? Một thằng điên với lại một con điên. Chết, phải báo công an ngay. Cháu đi. À, con dẫn cô đi đường lũng nha. Vâng. Chào chị. Xe ra. Đi đi cô. Cháu về đi, kiểu mẹ cháu mong. Không phải mẹ. Nó là gì ghẻ. Em đón xe khác đi nhờ nhé. Chờ anh ở quán cộ. Em đã bảo không về đấy nữa. Tùy em, nhưng em phải đi xe khác. Có chuyện gì vậy anh Chiến? Chả có chuyện gì cả. Chiến, đừng giấu em. Dù bất cứ chuyện gì, chúng ta buôn thuốc phiện. Sao? Thuốc phiện nào? Cái gói của lão già. Sao lại như vậy? Chỉ có nó chúng ta mới lãi như thế. Đấy là cách làm giàu nhanh nhất. Sao anh không nói? Anh lừa tôi, anh dùng tôi làm lá chắn. Kiếm tiền rất khó, buộc anh phải mạo hiểm. Anh muốn giúp em. Anh không muốn em nhúng tay vào chuyện này. Để em bình thản đi học. Nhưng bạn nãy thằng béo đã thấy chúng ta. Nó biết đứa bé vừa rồi là ai. Chúng ta không còn thời gian. Anh không muốn em dính vào chuyện này. Đem trả lại đi. Đời nào bọn chúng nhận lại khi thấy động. Tất cả vốn liếng chúng ta đều ở đấy. Không thể để mất. Em phải đi nhờ xe. Không, vứt hết đi, tôi không cần. Được, tôi chỉ yêu cầu khi bị công an hỏi, em phải trả lời không biết gì hết. Anh hứa đã vứt rồi. Mời chị xuống, theo chúng tôi. Quan hệ của chị với anh Chiến như thế nào? Chị phạm tội gì? Chị biết không?
Cảm ơn cậu. Chúng ta tiếp tục. Không. Đảng và nhà nước cho chị ăn học để chị như vậy phải không? Báo cáo, đã tìm thấy thuốc phiện, mời anh ra lập biên bản. Đấy, chị thấy chưa? Chị nên thành khẩn. Các ông đừng dọa. Làm gì có mà thấy. Tôi nhắc lại, đây chỉ là trò chơi của thằng béo. Hắn có hiềm khích với tôi. Đừng mất thời gian vô ích. Các ông đã làm gì với cô gái? Nếu có ông bức cung, tôi sẽ không tha đâu. Khám kỹ đi. Lần đầu tiên con bé tiếp xúc với các ông, đừng để gây ấn tượng cả đời. Con bé không thể buôn thuốc phiện được. Thằng béo sẽ biết tay tôi. Có thể hắn phút xuất đường, hắn biết bị lộ. Thôi, tất cả dừng. Ta đi em. Anh đừng đến gần tôi. Chúng tôi xin lỗi anh chị. Mất hết rồi phải không? Khổ tôi chưa. Em biết lấy gì trả nợ cho chị bây giờ. Thôi, của đi thay người. Xót xa cũng chẳng lấy lại được. Cười mơ, lòng ra với khỏi đời. Nhưng đời làm ngựa hoang trên. Thua keo này, ta bày keo khác, gỡ nhanh thôi. Chị biết không, anh ấy buôn thuốc phiện. Đã sao? Đến nước này á, thì máu người cũng phải buôn nữa là. Họ giết nhau mất. Anh Chiến. Anh Chiến. Anh kiếm đâu ra con bò lạc thế? Đừng dính mũi vào. Tối em đến đây nhá. Em đừng để ý đến cô ta. Anh sống với bao nhiêu cô như vậy? Hôm qua thì nhiều, từ giờ không còn ai. Em vui lòng chứ? Em biết về anh quá ít. Bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà anh. Không, cho em xuống. Chúng ta không mất gì cả. Tiền của em đây. Em về với thế giới trong sạch của em đi. Tôi bẩn thỉu thế đấy. Anh đúng là một con cáo. Không ai làm gì được. Công an cũng bị anh lừa. Cảm ơn tất cả những gì anh đã giúp em. Nhưng em không thể về nhà anh. Không nói nữa. Em đã có tất cả. Tiền và trình tiết. Đi đi. Chiến, đừng giận em. Anh không hiểu em. Anh phải chấm dứt tất cả. Em không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của anh.
Nhưng những gì đã xảy ra thật không đúng. Em đi đây. Cô có thấy hai đứa vừa rồi nó chạy vào đâu không? Ê, họ không có đây đâu ạ. Này, mới lên à? Ơ kìa. Cháu đã bảo rồi mà, vừa rồi bà Bóp đã đến thu tiền của chúng nó rồi. Tôi chết tôi rồi. Chào cả nhà. Ôi, mày mà, phải của tao đâu? Đấy. Ôi, cho tao quả cam nhá. Tao với. Cái này của tao đây, bỏ qua đi nào. Đi đi. Mới lĩnh học bổng hả? À, con này tài ghê. Con Hương Xù đâu? Hôm trước tự nhận mình làm điếm, hôm sau vào tù. Tù sứ quán Thụy Điển, chờ theo chồng về nữa. Lấy Thụy Điển à? Cũng là một cách tự cứu mình. Còn chúng mày? Con này mới có bồ, con này bồ bỏ, phòng ta hoa. Khoan đã. Báo cáo đi, kiếm được không? Không để cho ai khinh chứ. Mày điên hả? Hỏi vớ hỏi vẩn. Hãy tin mình. Tại sao lại như vậy? Không dễ gì chúng ta nhập được vào đường dây này. Mà Buôn Thúc Viện có gì là xấu nào? Chán vạn đứa, còn làm những việc đê tiện hơn nhiều. Thôi đi. Sao? Bẩn thỉu à? Khốn nạn thân tôi chứ. Cái thứ anh cũng lên mặt đạo đức, hoàn lương à? Anh có chê tiền không? Bây giờ anh chạy theo con bé nhà quê kiết xác ấy, anh lên dở dở ra với tôi. Thử xem anh lừa gạt nó được bao nhiêu lâu. Mặt đê tiện, không hiểu cái con đĩ xui côn dư dại thế nào mà bây giờ anh lại dở dở ra như thế. Đồ lừa đảo. Bây giờ nên người mày lại dở mặt với bọn tao à? Cút! Trời sẽ quả báo mày. Tao căm thù mày. Rồi con khốn nạn ấy cũng sẽ bất hạnh như tao thôi. Thôi đi. Em đi đi. Anh không thể làm khác được. Comme ça. Tu dis pourquoi j'ai un amour, je suis amie toujours. Comment ça va? Comme ça. Tu dis pourquoi j'ai un amour, je suis amie toujours. La 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 la. Hai cô ơi. Lại anh à? Bọn em nhắn nó rồi. Cái con này, hay là nó xuống không gặp anh? Nhờ các cô nhắn lại ạ. Hay anh lên phòng nó đi. Thôi muộn rồi. Nhờ các cô nhắn lại, tôi đợi. Cảm ơn các cô. Cầy xì vĩ đại. Cậu xuống bảo Chiến về đi. Đừng chờ vô ích.
Nó bảo anh về đi, đừng để mọi người cười. Tôi làm trò cười. Tôi phải làm gì để cô ấy tin? Nó là đứa cực đoan, anh về đi, không thể khác được đâu. Không. Anh đừng dọa. Cầu em xuống với anh. Đừng lừa em, đấy là hương muỗi. Lạ thật, đến hôm nay anh vẫn không biết em bao nhiêu tuổi. Em sinh ngày cả nước khóc. Có ngày ấy à? Anh ngốc thế, ngày bác mất ý. À, hôm ấy anh cũng khóc. Cả nhà anh đều khóc. Mẹ em bảo em lì lợm, không bao giờ khóc. Thật à? Thật đấy. Cứ mỗi lần muốn khóc, em cứ nghĩ mình không khóc được. Lại thôi. Hay là mọi người đã khóc hết phần của em rồi? Chiến, anh về đi, gần sáng rồi. Em phải tin anh. Nếu không, mỗi đêm anh lại ngồi đây. Em sẽ là vợ anh. Tại sao anh lại sống như vậy? I truly fell in love with me, watching Casablanca, holding honey pine planted in the colorless cafe. Hiding the shadow from the star, looking moonlight in your eyes, making mine that moment mine, Carolette. Who kisses in the kiss? Yêu thương làm nghẹn ngào bao cơn mơ. Sao bóng người không đến bên ta? Từng chiếc lá quấn theo, làm nhớ phút giây ta bên nhau. Tình yêu trọn ngàn năm chợt rơi như cơn mưa. I love you more and more as the time goes by. Hey, dear friend, kiss me. Họ nói gì đấy? Hôn nhau đi. Cho phép tôi góp vui. Hồng hà mênh mông, trôi cát tới chân làng quê. Cuối sông nhiều bến ai về, có thấy đồng mía nương tre với môi tình thắm bên làng quê. Hồng hà chơi vơi đưa nước trên nguồn về khơi, sông thao ngoài bến biết chỉ có những chàng áo nâu về say mê dòng nước vui tràn trề. Thu này sơ sắc biên về làng quê, thấy không giặc chiếm nhà thờ, bắn nát bờ bến đốt nhà với xác thuyền đắm chân bờ đê. Hồng hà trôi xuôi đưa xác quân thù về khơi, cuối sông chờ đón bác Hồ, có những chàng áo nâu về say mê dòng nước vui tràn trề.
Mẹ ở vậy nuôi em, ngày nào cũng thắp hương tưởng nhớ bố. Bố mất năm nào? Trận Quảng Trị. Lúc đó em 3 tuổi, mẹ còn trẻ. Chị Mai đưa chúng về. Mẹ. Mai. Mẹ. Con về đã lâu chưa? Mẹ. Chà bố chị chứ. Mày lấy đâu ra lắm thế? Chào mẹ. Bác ạ. Không dám. Chết con quên. Đây là anh Chiến á. Chào anh. Mời anh ngồi chơi. Dạ. Bác đỡ chưa? Cũng đỡ nhiều rồi anh ạ. Mẹ ốm cứ nằm nghỉ, nhỡ đổ bệnh lại thì chết. Nằm mãi cũng chán con ạ. Anh xây nước. Vâng. Thế anh học cùng với em nó à? Dạ thưa bác, cháu là lái xe. Mẹ. Mày lấy đâu ra lắm tiền? Con kiếm thêm. Mày khác quá con. Lái xe có gì là xấu? Rách cho thơm con. Ông sống khôn thác thiêng. Ông về ông khuyên bảo con đừng ham tiền ham bạc. Ông ơi, tôi có tội với ông, đã không nuôi dạy con nên người. Thưa bác, bố cháu cũng hy sinh ở miền Nam. Cháu đã từng đi bộ đội 8 năm. Cháu yêu Mai. Bà nhà có được khỏe không? Bố cháu mất, mẹ cháu buồn, rồi đổ bệnh đi theo. Tôi có tội quá. Mai ơi! Mai! Mày làm gì ở dưới ấy thế? Định để anh Chiến đói à? Mẹ! Anh khôn thật đấy. Chỉ có mấy câu mà mẹ quý anh hơn em. Cái chết của bố anh, tuổi trẻ của anh, mà em bảo mấy câu, nói dại thế. Em xin lỗi. Em không hiểu mẹ. Mẹ biết hết. Buôn vàng thì làm sao? Việc của em là học. Một tháng nhanh quá. Em có một gia tài không nhỏ. Em muốn hè kéo dài mãi. Đi buôn cũng nghiện đấy. Em sẽ chuộc vườn cho mẹ, trả hết nợ nần. Và may những bộ cánh đẹp nữa. Không, em không giống những con bé tầm thường đó. Em không muốn người khác ngắm mình. Em muốn họ nghe mình. Em nói gì? Đừng hiểu sai em. Chiến. Đừng. Mẹ biết thế này mẹ chết mất. Ta đi thôi anh, trời tối rồi. Sương xuống nhiều quá. Đi tiếp không được đâu. Gần đây có quán đèo mây, ta đến đó chờ sương tan. Đặt lẻ đi. Thiếu hai lai ạ. Thằng nào ngứa tay mở em bát đi. Em không cần điêu cho ai bao giờ đâu. Đặt. Lẻ ăn rồi chẳng còn hai. Họ kiếp. Làm gì thế anh? Còn đèo mây là tụ điểm đánh bạc lớn lắm. Trung, Chiến à?
Thằng béo vào ghê lắm. Bác cho mượn chiếu. Vào đi em. Biên. Lẻ này. À, chim lẻ. Chặn 300 này. Ta xem nào. Đặt. Thêm 2 chim nữa. Ê. Lẻ hay chặn đấy. Vợ anh Chiến xinh nhỉ. Ngủ à? Chắn 3 chim gãy. Lại chắn rồi. Cái giòn thế. Tiên ra thiên, bẹt ra bẹt. Anh Chiến. Ủa mày 300 này. Đánh lái vào ghê quá. Thằng này 200. Cha bu cho đêm qua nhỉ. Cầu khẽ thôi cho người ta ngủ. À anh Chiến đấy à. Sao đi đâu mất tăm thế. Ra làm tí cho vui. Đã bảo khẽ thôi. Tôi bây giờ xuống đi. Anh đến em không biết. Cho em vay. Chặn 2. Hàng vẫn còn trên xe, sáng mai em trả. Đặt chặn 1 triệu. Đã có lần em cứu anh, anh gỡ được. Cho em vay, mai em trả. Em lệ anh, em lệ anh, cho em vay. Nhá, cho em vay. Thảo cốc con này son quá. Xuống thì xuống đi. Chặn 200. Thêm chặn 200. 300 nữa đấy. Câu 100. Xuống đi. Lẻ 2. Đắt. Em chết mất. Lẻ thứ 200. Thương em lần này nữa thôi. Không có. Đây nhá. Bọn nào đây? Tụi mày 2 cân này. Bọn thằng Chọc. Đẹp quá. Em không biết. Em còn cân nữa. Hình như bạn thằng Béo. Xong cứ bắn trước rồi. Tao mày xong nhá. Mày nhỏ thế không? Đặt trước đi. Nó dính gái, vút đi. Không ai bíp con máy đâu. Bíp cái kệ. Thằng Chiến chắc chưa? 500. Nó chưa biết bọn thằng Chọc. Bán chặn. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Theo 1 triệu. Đưa bên làng xuống đi. Lẻ thừa 200. 200 nữa. Chán ăn rồi, lẻ còn 200. Để đấy. Thêm 200. Đắt. Trời ơi. Cơ bạc tay mới. Ta bảo mày đi thì không theo, không theo. Đi thì theo. Xong 2 cò rồi. Này. Nó móc cú nặng quá. Chín dưới. Chán 500. Chết 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 hẳn. Yeah. Nhỏ. Đã nhỏ thì còn nó. Tiếp đi. Thằng Chiến sắp nhãn hết rồi. Đánh to lượng cũng nhanh thôi. Đặt. Thằng đồng cô. Biến. Kệ mẹ nhà nó. Mất gì của mình. Để thứ 29. Khoan. Chặn 4 cân này. Đặt. Đặt. Mày làm cái gì đó? Không. Mày luôn lại. Đánh bỏ mẹ đi. Buông ra ra. Buông. Chúng mày phải chơi tiếp. Mày còn gì để đánh? Chiến. Chiến.
Em dính vào làm gì? Xem đi kìa. Sĩ. Mày nói với bọn nó tao con à? Đúng. Mày còn con bé kia đáng ngàn cây đấy. Anh thua hết rồi. Mày phải chết chứ. Nhưng mày còn gì? Mai tao trả. Quên đi. Nghỉ thôi, muộn thôi. Không. Cô trực trắng tay à? Chỉ cần cái gì đặt, thằng Chiến nó sẽ chuộc. Thằng Chiến sẽ được nếu nó chơi tiếp. Ở hiền gặp lành mà. Nếu cô chịu lập vật làm tin, thằng Chiến nó sẽ chơi. Thua thì sao? Cô chẳng có gì để mà mất. Rồi thằng Chiến nó sẽ chuộc. Có đúng thế không? Chúng ta không thể trắng tay. Đây là tất cả của tao. Nếu thua, tao sẽ chuộc lại ngay chiều mai. Tao không tin. Nếu đây là con đĩ mày bắt được giữa đường thì sao? Đây là vợ tao. Đứng cho mày. Thôi, cho nó chơi tiếp. Nếu nó không chuộc, tao chuộc. Tao hứa mạng tao. Được, chơi một ván thôi. Chỉ tao với mày. Bao nhiêu? Tất cả chỗ tao mất. Cả đời em chưa thấy tiếng bạc nào như thế. Ôi! Chiến! Cái gì thế? Đưa nó sang bên kia, chúng mày lỡ sơ tao giết. Đánh đâu? Đánh đi. Để tao xem nó đánh cửa nào. Sóc lại. Được. Để đấy. Kết lẻ. Năm giờ chiều mai tao lên. Khiếp. Con xin các ông để cho con làm ăn với. Để tao gặp. Không, nhớ đấy, lời nói đọi máu. Ăn không ngàn cây, mất gần ấy thấm gì. Tiên, vô ra, cứ về đi. Buông nó ra.
Nếu mày giở trò gì thì con vợ mày sẽ chết. Được. Đứa nào động đến cô ấy, tao sẽ giết. Chú ơi, áo. Có gì mà mỹ? Trời ơi! Đừng lu loa lên nữa. Lũ chúng mày cùng một ruột, quân giết người lũ tù tội. Trời ơi, tôi nuôi ong tay áo. Đồ giết người, cút đi! Dở hơi, con bé làm gì đến gần ấy? Nó không lên đâu. Nếu nó đến mày bảo nó đợi. Có phải vợ nó đâu, mày bị lừa rồi. Ông ơi, ông cố gắng đợi chút nữa vậy. Nếu nó không lên, chúng ta làm thịt mày. Bác ơi, bác nhân hộ giúp cháu. Cầm lại. Thằng Chiến bỏ cuộc hả? Nó lừa chúng tao. Cả mày nữa. Tao không lừa. Nhưng làm gì đến ngần ấy, tao chuộc nhưng với giá khác. Bao nhiêu? Nếu mày chưa đụng đến con bé, còn mày đụng rồi thì tao chịu tiền thuốc thang. Mày chập là do bị Giang Mai hay trong tù? Bao nhiêu? À, không, có thể sẽ bị hỏng. Bị mồm nó lại. Thằng Chiến nó xài hết tuyết rồi. Và lại cầu đường nó cũng chẳng sòng phẳng gì. Tớ mua bằng 1/10. Đồ keo kiệt. Con bé như thế mà chẳng ngân ấy à? Thế thì trả bằng giá sái. Mẹ! À! Đưa nó vậy. Ôi! Anh muốn ngồi tù hay đi chuộc con bé, đừng có sổ dại. Cô vào nhà bằng cách nào? Em vẫn giữ chìa khóa của anh. Chúng mày là lũ khốn nạn. Lúc tao lâm nguy thì chúng mày ngoảnh mặt. Quát tháo chẳng có ích gì. Anh còn thiếu bao nhiêu? Cho anh vay, anh sẽ gán nhà. Anh điên đấy à? Chậm một ngày rồi, cô ấy chết mất. Ông tha cho con xin ông à. Bọn nó dùng chán rồi sẽ trả.
Có khi ngày mai cũng nên. Cũng chẳng mất gì. Thế cả thôi. Việc gì phải bỏ ra ngần ấy. Em đây này, dùng chán rồi anh vứt đi. Em vẫn sống nhăn răng ra đây thôi. Cùng. Anh muốn tôi phải trả nợ cho đứa đã cướp anh trên tay tôi. Cho cái con đĩ à? Đừng giận con đàn bà ghen tuông. Em sẽ có đủ cho anh. Em hiểu con bé sẽ đau đớn như thế nào. Nếu họ không cho vay thì cách gì cũng vậy thôi. Sáng mai anh sẽ có đủ. Nó có lên không? Hãy cứ đợi. Nó mới lên chậm một ngày thôi mà. Không. Chúng tao sẽ chơi như bọn hoàng đế. Mày chỉ biết mùi bọn tao. Tất cả đi tắm. Đừng để nó nhăn mũi về chúng mày. Cục cứt. Cả đời tao chưa xài hết ngần ấy. Ông đéo cần mày. Mày phải trả ông tiền. Nếu không, cả đời mày không xong đâu. Mày hớt lẹo cái gì ở đồ trí thức lưu dung? Lão còn về đây làm gì? Lão đi đâu suốt cả đêm qua? Cậu có biết thằng Chiến đâu không? Chắc là nó vui vẻ ở đâu đấy ạ. Thằng khốn kiếp, tôi sẽ xé xác nó. Lão đi đâu đấy? Sao cô chọn tôi? Cứu em với. Em khát quá. Nước. Nước. Em khát quá. Nước. Cô không trốn được đâu. Con đi, mở cửa ra. Con đi. Mở cửa ra. Lấy nước cho nó tắm. Con kia mở cửa ra đi tắm. Tao làm gì lên nông nỗi này? Tao chỉ muốn sống cho ra con người. Tao giết hết chúng mày. Tao nguyền rủa chúng mày suốt cả đời tao. Nó điên rồi. Mày tưởng chúng tao cần à? Nó lừa tao thì mày phải trả. Chúng mày vào, tao giết. Ê!
nào. Con đi. Đây này. Có thằng nào bỏ ra ngân lấy tiền để ngủ với mày không? Đây này. Nó có cho mày ngân lấy tiền mà mày giữ. Mắn nước bạo. Rửa giấy đi. Chúng mày ra đi. Đi ra. Sao bây giờ mày mới lên được đồ sở khanh thằng khốn nạn? Trời ơi, em ơi, Mai ơi. Quân đề tiện. Mày có chuộc được nó thì làm sao nó dám nhìn mặt mọi người. Chú ơi, chú chết đi để chị em cháu khổ thế này. Chú dùng con chết đi, chú phải giết hết bố chúng nó đi. Bố đôi gì mày? Tao con dao. Chúng mày. Mày phải trả nợ cho canh bạc, không được phép chết. Ta không hề thấy nó khóc. Con bé còn trinh mẹ. Không, không. Con. Mai. Các người đừng động vào. Cô có đợi tôi được 20 năm không? Sao lại 20 năm? Ai bắt tù ông?